Với nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều tranh cãi về việc xác định các mốc trong chu kỳ kinh tế do không có các quy chuẩn thật sự rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có những cách xác định chu kỳ kinh tế của nước ta. Chu kỳ phát triển của doanh nghiệp hay sản phẩm hay nền kinh tế thường trải qua 4 giai đoạn. Mặc dù tên gọi có thể không giống nhau, nhưng về cơ bản, các giai đoạn này truyền tải nội dung tương tự. Việc hiểu rõ chu kỳ kinh tế cũng như xác định được nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang ở giai đoạn nào là nhiệm vụ quan trọng của nhà đầu tư trong khi nghiên cứu và lựa chọn danh mục cổ phiếu cho mình. Trong video này, Happy Life sẽ giới thiệu đến bạn khái niệm chu kỳ kinh tế và 4 giai đoạn của một chu kỳ kinh tế. Chu kỳ kinh tế là gì? Chu kỳ kinh tế là tổng hợp những biến động tự nhiên của nền kinh tế giữa những giai đoạn tăng trưởng và suy thoái, GDP, tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất, tỷ lệ công ăn việc làm, chi tiêu tiêu dùng. Đều là những chỉ báo giúp chúng ta đánh giá xem nền kinh tế đang ở giai đoạn nào. Cấu trúc của một chu kỳ. Chu kỳ kinh tế được chia làm 4 pha chính: suy thoái, khủng hoảng, hồi phục và hưng thịnh. Trong những pha tăng trưởng, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, lãi suất thường thấp, sản xuất tăng và lạm phát thấp. Đỉnh cao của tăng trưởng đạt đến khi thị trường đã phát triển đến hết tiềm năng của nó. Ngược lại, trong những pha sụt giảm, tăng trưởng chậm dần, thất nghiệp tăng cao, sản xuất đình đốn, thị trường rốt cục sẽ chạm đáy và bắt đầu hồi phục trở lại, bắt đầu một chu kỳ kinh tế mới. Chúng ta có thể nhận biết nền kinh tế đang ở giai đoạn nào qua những đặc điểm sau. Suy thoái thể hiện rõ nhất là tốc độ tăng trưởng GDP sẽ suy giảm trong 2 đến 3 quý liên tiếp. Trong giai đoạn suy thoái, doanh nghiệp sẽ cắt giảm nhân viên, tiết kiệm chi tiêu vì doanh thu bị sụt giảm mạnh, hạn chế tích trữ hàng tồn kho, trì hoãn các kế hoạch mở rộng kinh doanh. Do bị ảnh hưởng bởi điều này, đến lượt các nhà cung cấp cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để phòng thân. Họ cũng cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên và đẩy thất nghiệp tăng cao. Thất nghiệp tăng cao, thu nhập giảm sút sẽ khiến cho chi tiêu co hẹp, nền kinh tế vì vậy mà sẽ tiếp tục trượt dốc, đáy của suy thoái. Đặc điểm của nền kinh tế trong giai đoạn này là tỷ lệ thất nghiệp cao, thu nhập giảm sút, nguồn cung hàng hóa ứ đọng, tỷ lệ hàng tồn kho cao. Khi GDP bắt đầu ngừng suy giảm, bắt đầu tăng trưởng trở lại thì nền kinh tế đã đạt đáy của chu kỳ. Sớm hay muộn thì cuộc suy thoái cũng sẽ đạt đáy, nhưng việc nằm tại đó trong bao lâu thì rất khó đoán. Trong cuộc suy thoái của nền kinh tế Mỹ vào những năm 1930, đáy của chu kỳ kéo dài đến hàng năm trời. Khuếch trương và hồi phục. Lúc này, GDP đã bắt đầu tăng trưởng trở lại và nền kinh tế hồi phục khỏi suy thoái. Hoạt động kinh doanh bắt đầu tiến triển một chút và doanh nghiệp tuyển lao động trở lại, tăng lượng đặt hàng từ nhà cung cấp. Những nhà cung cấp này cũng sẽ khởi động lại việc mở rộng sản xuất và tuyển nhân viên. Nhiều công việc làm ăn hơn giúp người lao động cải thiện thu nhập và sau đó tăng chi tiêu, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Đạt đỉnh. Lúc này, GDP thực của nền kinh tế ngừng tăng trưởng thêm và bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Tại đỉnh của chu kỳ, hoạt động kinh doanh sẽ ngừng mở rộng thêm, việc làm, tiêu dùng và sản xuất của nền kinh tế đạt đến mức cao nhất. Giống như điểm đáy của suy thoái, thời kỳ đạt đỉnh này có thể dài hoặc ngắn. Thời kỳ đạt đỉnh kéo dài thì chúng ta sẽ được hưởng lợi từ một giai đoạn thịnh vượng của nền kinh tế. Độ dài của một chu kỳ kinh tế. Đối với nền kinh tế Việt Nam, vẫn có nhiều tranh cãi về việc xác định các mốc trong chu kỳ kinh tế do không có các quy chuẩn thật sự rõ ràng với nền kinh tế Mỹ bằng cách dựa vào tổng sản phẩm quốc nội GDP. Phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia NBER đã đạt được các mốc chính xác cho chu kỳ kinh tế Mỹ từ năm 1950 đến nay, trung bình một chu kỳ kéo dài khoảng 5 năm rưỡi. Tuy nhiên, độ dài của mỗi chu kỳ lại khác xa nhau từ 18 tháng cho đến 10 năm. Kiểm soát chu kỳ kinh tế. Chu kỳ kinh tế được đồng thời kiểm soát bởi chính phủ và ngân hàng trung ương. Chính sách tài khoá là công cụ đắc lực trợ giúp chính phủ trong vấn đề này. Để chấm dứt khủng hoảng, chính phủ mở rộng chính sách tài khoá. Ngược lại, chính phủ cũng cân nhắc thắt chặt chính sách này khi thị trường đã đi quá đà. Cùng mục đích đó, ngân hàng trung ương cũng sẽ dùng các chính sách tiền tệ. Khi chu kỳ gần chạm đáy, ngân hàng trung ương hạ lãi suất hoặc sử dụng chính sách tiền tệ mở rộng. Và ngược lại để ngăn các pha tăng trưởng chạm đỉnh. Lý giải chu kỳ kinh tế. Cho đến nay, đây vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi. Dưới đây là một số học thuyết nổi bật giải thích và đề xuất giải pháp trong vấn đề môn toán này. Chủ nghĩa Keynes cho rằng chu kỳ kinh tế hình thành là do thị trường không hoàn hảo, khiến cho tổng cầu biến động mà thành. Do đó, biện pháp chống chu kỳ là sử dụng chính sách quản lý tổng cầu. Các trường phái theo chủ nghĩa kinh tế tự do mới thì cho rằng sở dĩ có chu kỳ là do sự can thiệp của chính phủ hoặc do những cú sốc cung ngoài dự tính. Vì thế, để không xảy ra chu kỳ hoặc để nền kinh tế nhanh chóng điều chỉnh sau các cú sốc cung, chính phủ không nên can thiệp gì cả. Tuy vậy, cho dù mỗi lý thuyết trên đây đều có tính hiện thực, nhưng không có lý thuyết nào lại tỏ ra đúng đắn ở mọi lúc, mọi nơi. Nếu video này hữu ích với bạn,
hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và chia sẻ video này tới những người mà bạn nghĩ là họ cần. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để xem thêm những video mới nhất về đầu tư, về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.